Chào mọi người, chào một ngày mới, một ngày mới vui vẻ nữa của bếp chai kỳ duyên. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một món ăn chay cũng rất là đơn giản, rẻ tiền mà cũng bổ dưỡng, là món khô đậu nành. Mình sẽ làm từ xác đậu nành. Đây là xác của đậu nành, người ta xay, người ta lấy nước ra rồi còn cái xác. Nhưng mà để chế biến cái món này cho nó ngon thì mình sẽ ướp tiêu, bột ngọt, hạt nêm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thêm một ít đậu hũ, mình sẽ bóp cùng. Bởi vì đậu nành nó chỉ là cái xác không thôi, cho nên cái độ kết dính của đậu nành này nó bị khô. Mình sẽ cho một ít đậu hũ tươi vô để mình làm cho nó kết dính lại. Đến khi mà mình nắn nó thành miếng, nó dính lại với nhau. Rồi, đây là tiêu. Mình sẽ để hơi nhiều tiêu một chút. Ở đây mình làm khoảng một chục miếng khô. Và đây là bột ngọt. Mình cho một muỗng bột ngọt cà phê. Tiếp là một muỗng hạt nêm, hơn một muỗng cũng được. Bởi vì nó là khô cho nên mình làm nó hơi hơi mặn một chút xíu. Và đây là hành và tỏi. Hành lá, mình sẽ cho hành lá vô. Còn cái gốc hành và tỏi thì mình sẽ khử cho nó thơm lên. Mình sẽ để vô sau. Còn đây là hành lá sống. Mình sẽ trộn hành lá sống. Còn đây là hành mà mình sẽ khử lên. Mình thử, mình lấy cái thơm của hành. Và khô của mình hôm nay mình muốn cho nó một chút xíu rồi cái độ cay. Chúng ta sẽ cho một ít sa tế nữa. Mình cũng đã để tiêu nhiều rồi, tiêu cho nó thơm. Nhưng mà mình muốn tăng cái độ cay lên cho khô của mình thì mình sẽ thêm một ít sa tế. Rồi, sa tế này nó sẽ làm cho tăng cái hương vị cay lên. Và ở trong cái món khô của mình ngày hôm nay thì nó sẽ có một ít rong biển nha các bạn. Đây là rong biển mình mua về mình sấy cho nó khô. Rồi mình sẽ trộn một ít rong biển vào trong khô của mình. Thì rong biển này nó làm cho tăng cái hương vị ngon của khô. Nó rất là thơm. Thì như vậy là cái món khô ở trong cái xác sữa đậu nành này nó gồm rất là nhiều đồ dinh dưỡng. Nó không có tệ. Hồi ngày xưa thì cái nguyên vật liệu nó rất là hiếm. Thì gia đình mình ăn chay lâu đời rồi thì mình chỉ làm xác đậu nành rồi nêm nếm hành tiêu thôi. Nhưng bây giờ thì đồ ăn chay nó rất là phong phú. Vì vậy mà mình để thêm rong biển. Rồi, thì như vậy là hành tỏi của mình nó cũng đã vàng. Tắt bếp. Tiếp theo mình sẽ cho hành tỏi vào. Vì hành tỏi nó sẽ làm tăng hương vị cho miếng khô của mình, nó thơm. Thơm ngon lắm. Vì vậy mà khâu hành tỏi cũng quan trọng. Vì vậy là tất cả những nguyên vật liệu mình đã trộn đều hết với nhau rồi. Mình sẽ trộn cho đều lên. Và
Và khâu cuối cùng thì mình sẽ nắng miếng tròn tròn rồi mình đem đi phơi nha các bạn. Tại vì nó là khô cho nên mình phải đem nó đi phơi. Mình sẽ dùng một cái mâm để đựng khô. Rồi, chúng ta sẽ nắng một miếng tròn. Mình làm nhỏ thôi chứ nhanh khô nha. Hồi xưa thì mình làm cái miếng khô nó thường thường nó hơi to hơn, nhưng mà bây giờ mình muốn cho nhanh khô, mình rút kinh nghiệm mình làm nó nhỏ gọn thôi. Nên cho nó nhanh khô, mà mình làm nó to hay nó dày quá nó sẽ lâu khô lắm. Cái này là mình phơi trong ngày là nó sẽ khô. Nếu mà đầy đủ nắng, rất là nhanh khô. Mình cảm giác cái miếng khô của mình cũng ngon, vừa ăn lắm. Nhưng mình làm theo khẩu vị của gia đình mình không có làm mặn quá. Cái này á, khi mà mình phơi khô á, mình có thể đem vô nướng hay hoặc là mình sẽ chiên trên dầu ít thôi. Một lát nữa thì mình sẽ chiên vài miếng tươi. Hồi trước tới giờ thì mình chỉ làm khô thôi, mình chưa có chiên tươi ăn thử. Nhưng mà lần này mình sẽ thử vài miếng mình chiên tươi coi khẩu vị nó sẽ ngon không. Thường thường đa số thì hồi trước tới giờ mình hay ăn khô là nhiều. Mình nướng, mình phơi cho nó khô rồi mình nướng hay hoặc mình chiên. Nhưng mà lần này mình sẽ thử mình làm tươi. Mình sẽ chiên tươi một lần nha. Mình không có sợ nó dính mâm gì hết, tại vì khi nó khô rồi mình lấy ra dễ lắm. Mình không lo nó bị dính. Bởi vì chúng ta ăn chay thì đồ chay của mình nó không có giống đồ mặn. Tất cả đều là rau củ quả thôi. Cho nên chúng ta có những cái sáng kiến phong phú để mà mình chế biến cái thức ăn chay của mình nó sẽ phong phú cho bữa ăn chay của gia đình. Bởi vì chúng ta ăn chay thì không có cái gì đặc biệt ngoài đậu hũ, rau củ quả. Vì vậy mà chúng ta nên luôn sáng kiến những cái món chay mà chúng ta sẽ ăn dài dài hoài mãi mãi trong tương lai. Mình hay sáng kiến món này món nọ lạ lạ cho gia đình mình ăn. Bởi vì khi mình ăn chay quanh năm suốt tháng và cả đời thì tất cả những cái đồ ăn chay của mình sẽ sáng kiến mới mới lạ lạ để ăn, nó không bị ngán nha các bạn. Mình thích sáng kiến món ăn mới cho gia đình mình lắm. Ở đây cái món khô chay này thì thường là người ta làm ít có cái rong biển gì lắm. Nhưng mà bếp ăn kỳ viên chay của mình sẽ hướng dẫn đặc biệt hơn là mình sẽ có món rong biển nữa. Bởi vì rong biển này thì thường thì không có phải. Nó rẻ tiền, nó cũng là món mắc tiền. Cho nên người ta tiết kiệm, khi mà người ta ăn hà tiện, người ăn chay thì người ta ít có xài rong biển lắm. Nhưng mà gia đình mình thì ăn cho nó đầy đủ dinh dưỡng. Thật ra thì nó mắc tiền nhưng mà mình không ăn thường xuyên đâu. Mình cũng mua để đó trong gia đình để mà thỉnh thoảng mình chỉ dùng trong những cái dịp thỉnh thoảng thôi chứ không. Nó mắc tiền lắm. Cũng không có ăn thường xuyên nổi đâu. Rong biển lá là rong biển nấu canh gì nó cũng mắc hết trơn á, không có rẻ. Đối với người ăn chay thì đó là món mắc tiền. Vậy là đã xong. Mình sẽ đem ra để mình phơi nha.
mình phơi nắng. Cái này thì mình phơi một ngày nắng thì nó sẽ đủ khô. Nếu nó không đủ khô mình phơi thêm một nắng nữa. Rồi đem ra phơi đi. Rồi vậy là mình sẽ chiên thử vài miếng khô đậu nành tươi. Cái kia thì mình phơi khô đi để nó khô mình hả làm. Còn bây giờ hôm nay mình sẽ thử chiên vài miếng tươi. Đây là lần đầu tiên mình chiên khô tươi. Khô mà tươi. Mình làm khô nhưng mà mình chiên tươi. Thử rồi coi coi cái hương vị như thế nào. Nó có khác với cái mùi tươi không? Này chỉ là thử nghiệm thôi. Mình không biết nó khả quan tới mức nào. Thấy đậu nành nó đang rã ra, không khả quan nhiều đâu. Tại vì á, khi mà mình chiên khô á, khô nó dính lại rồi mình chiên nó an toàn hơn. Còn cái này nó còn tươi cho nên mình chiên nó dễ bị bung cái miếng đậu nành ra. Đậu nành nó đã là cái xác rồi cho nên cái độ kết dính của nó không có cao, nó dễ bị bung ra lắm. Vì vậy thì mình chỉ thử nghiệm thôi. Nhưng mà nếu mà mình chiên mà trên chảo chống dính với cái độ đừng có dầu nhiều thì có lẽ nó khả quan hơn. Lần sau mình sẽ thử nghiệm bằng cách mình sẽ chiên trên chảo chống dính. Cái này nó hơi có dầu cho nên mình thấy nó có vẻ nó rã đậu nành ra. Nó rã cái xác đậu nành ra. Độ kết dính của nó rất là thấp. Chỉ là thử nghiệm thôi. Nếu không khả quan thì lần sau mình sẽ chiên mà khô. Mình không có chiên nó tươi. Rồi mình thấy khô mình chiên tươi như thế này không khả quan. Rồi nó sẽ bị rã ra. Vì vậy mà đây là cái thử nghiệm thất bại đầu tiên. Sau này mình rút kinh nghiệm chắc mình không chiên tươi nữa. Nhưng mà nếu mình có muốn chiên tươi thì mình sẽ chiên nhanh chảo chống dính không có nhiều dầu. Mình sẽ làm như áp chảo vậy đó. Có vẻ như vậy mình sẽ thấy khả quan hơn là mình chiên chung với dầu. Tại vì khi nó có dầu thì nó làm cho đậu nành, xác đậu nành nó bị rã ra. Thì cái thử nghiệm này cũng là một bài học cho mình. Nếu không làm thì làm sao biết cái nào nó thành công, cái nào nó thất bại, phải không các bạn? Cho nên tất cả những cái việc gì mình làm thì nó cũng sẽ có thất bại và thành công. Thì hồi xưa tới giờ mình chưa từng làm như thế này, mình mới chỉ thử nghiệm lần đầu tiên thôi. Nhưng mình thấy không khả quan thì lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa. Mình sẽ để áp chảo. Mình suy nghĩ rằng áp chảo thì mình thấy chắc có lẽ nó khả quan hơn nhiều. Nhưng mà không sao, nó nhuyễn như vậy thì mình cũng sẽ lấy nhuyễn ra để ăn. Thì dù gì thất bại thì cũng suy nghĩ là cách thất bại chứ làm sao đây. Được rồi. Rồi như vậy là khô, chai của mình nó đã khô hết một phần. Mình muốn đem nó để lên áp chảo. Trước khi mình áp chảo, mình chắc vô trong chảo chống dính thì mình sẽ cho một ít dầu vào. Và mình để lửa rất là nhỏ thôi. Như vậy thì nó sẽ khô từ từ. Và nó cũng sẽ chín từ từ. Ở đây mình để lửa đang cho nó từ từ nó chín lên thì cái miếng khô của mình sẽ rất là ngon. Mình nướng cũng được, nhưng mà ở đây mình thích để trên chảo chống dính áp chảo hơn. Rồi, như vậy là đồ nướng của mình nó đã vàng tới nơi. Rồi chúng ta sẽ lấy ra và thưởng thức. Rồi, khô của mình ngày hôm nay là mình sẽ áp chảo rồi. Mình áp chảo mình để một chút xíu dầu. Mình không cần để nhiều dầu tại vì áp chảo mà. Cho nên để một chút dầu thôi. Bởi vì ở trong cái xác của đậu nành này nó khô lắm. Cho nên mình để một chút xíu dầu để cho nó hơi thẩm ẩm một chút. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức nha.